chào mừng các bạn trở lại video tiếp theo của kênh Hiếu Ích Cơ To nhá. Ngày hôm nay nhà của xí muội đang san cái ruộng các bạn nhá, nên là những chiếc xe ô tô tải chạy rất nhiệt tình. Ngày hôm nay có đến 5 chiếc xe ô tô tải chạy công trình ở cái ruộng san ruộng đây các bạn nhá. Trong khu ruộng là hai chiếc máy xúc đang làm việc ở đây, một chiếc Hitachi, một chiếc Kobenko các bạn nhé, chiếc Hitachi BC50 và Kobenko 35UR. Con đường đi vào đây nó khá là lún, rất dễ bị sa lầy các bạn nhé. Bây giờ tôi đi vào trong này và review cho các bạn xem vào cái khu ruộng của bà xí muội. Và kia là bà xí muội đang đứng kia để chuẩn bị phát vé cho các bác tài xế nhé. Đi ra đây thoải mái mà. Đất đây đẹp nhỉ. Nhìn hai chiếc máy xúc làm việc vô cùng là đẹp mắt các bạn nhé. Và giờ là cú rip của chiếc xe ô tô tải chở gạch ở trong đây các bạn nhé. Con đường đã được lưu nhắn này chắc không sao lầy đâu. Rất ngon lành các bạn nhé, không hề bị lún. Phải nói là cát ở trong này nó đã rất lì rồi. Cây được đổ xuống đây các bạn nhá.
nhiều cào cào các bạn nhé, nhiều cào cào châu châu.